Đứa nào giống Giang quá vậy ta? Nè, biết bao nhiêu công việc mà không làm, ra đây ngồi ăn dụng là sao? À, mẹ, tại mấy bữa nay con không ăn được gì, sao tự nhiên thèm xoài chua chua á? Sao? Cô thèm ăn chua hả? Vậy là tháng này là cô trễ mấy ngày rồi? Con cũng không nhớ rõ nữa, mà hình như cũng hơi lâu lâu rồi á mẹ. Mà sao trong người con dạo này thấy cứ sao cứ mệt mệt rồi không ăn uống được gì hết, với lại cứ thấy khó chịu sao á? Đâu 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 coi. Trời ơi, đau ốm gì đâu, thèm ăn chua là có bầu rồi đó. Trước khi mà lập gia đình đó rồi, bây giờ má cô không có dạy cô là có bầu là như thế nào hả? Trời ơi, đến giờ này vậy mà còn chưa có hiểu là mình có bầu là sao nữa. Cô thèm ăn chua cái điều này là cô đẻ con vịt trời rồi. Trời ơi, điều này là tôi khổ thân tôi rồi. Mẹ, con có bầu thiệt hả mẹ? Chắc chồng con biết á, ảnh vui lắm. Vui vui cái nỗi gì? Con người vô tâm như cô á mới là vui đó. Cái thèm ăn chua là điều này là đẻ con gái rồi. Tôi nói cho cô biết nè, cái lúc mà tôi đi coi bói á, là thầy bói nói là thằng Tuấn mà đẻ đứa con trai đầu lòng là nhà này ăn nên làm ra, nhà cửa sang trọng, xe hơi nhà lầu. Còn cái này là cô đẻ đứa con gái này là nhà tôi là tan nhà nát cửa rồi, cô hiểu không? Mẹ, con trai con gái gì mà không được mẹ. Con trai hay con gái gì á cũng là cháu của mẹ mà. Với lại mẹ cũng đẻ chị Phượng rồi mới đẻ anh Tuấn mà mẹ. Mẹ nói vậy á, cháu mẹ nghe á, nó buồn á mẹ. Buồn cái gì? Nè, nói chuyện với người lớn đừng có trả treo nghe chưa. Con dâu cái gì mà nói một tiếng trả lời một tiếng vậy? Bây giờ cô vô con nấu cơm đi, thằng Tuấn nó sắp về rồi đó. Đi nhanh lên, đứng đó làm gì? Dạ mẹ. À mà nè, đi đây, không ăn chua nữa. Bây giờ cô tập ăn ngọt là vừa đó. Nó đang hình thành, có thể nó thành con trai được. Cô ăn như vậy là cô đẻ con gái chắc chắn rồi. Đi vô đi. Trời đất ơi là trời, chắc tôi nhục mặt quá à. Đồ cái thứ gì con dâu mà vô tích sự à. Con đã đẻ không mà cô không làm được á, thì làm nên cái tích sự gì. Ủa, anh đi làm gì rồi hả? Ơi, nắng nôi thế này đi ra đây làm cái gì? Đi vào, đi vào. Thì em đợi anh đi làm về nè. Sao? Thế có cái chuyện gì mà trông vui thế? Mẹ nói là em thèm ăn chua. Em có em bé rồi đó. Có em bé hả? Thật không? Thế là anh sắp được làm cha rồi đúng không? Anh này sắp làm ba rồi á, mà như con nít vậy. Ơi, anh đang hạnh phúc mà. Từ nay là anh phải yêu em nhiều hơn mới được. Mà anh ơi, sao? Chuyện gì? Dạ thôi, không có chuyện gì. Em buồn cười nhỉ. Có chuyện gì phải thẳng thắn nói với anh. Này, bây giờ là có em bé rồi này. Đi đứng ăn uống các thứ là phải cẩn thận, nghe chưa? Anh dặn em nhiều vậy sao em nhớ nổi? Với lại em không có được lười đâu, mẹ la đó. Em phải hiểu thế này, bây giờ em có em bé rồi, em đang là bà hoàng của nhà này đấy, biết không? Đấy, mẹ chắc chắn là không thể nào mà làm ăn em được. Thôi để chiều nay anh đưa em đi khám bác sĩ nhé. Thôi còn bây giờ nắng lắm, đi vào, đi vào. Dạ. Ủa, đi đâu vậy mẹ? Trời đất ơi, trời nắng chang chang. Nè, đừng có nói với con chưa nắng chang chang vậy à, xách cái rổ đi ra ra vườn rồi cắt rau nghe chưa? Ủa, không có cắt rồi để già ai ăn được. Đi ra phụ với mẹ cắt đi. Trời đất ơi, mẹ nghĩ sao rồi? Con là chỉ ngồi không tê nước thôi, không có làm gì đâu. Mà thôi, mẹ ngồi xuống đây con nói mẹ nghe này nè. Cái gì đây? Ủa rồi anh Giang đâu? Sao mẹ không kêu đi ra cắt rau tự nhiên mẹ đi chứ vậy? Ủa, nó cấn thai mày không biết hả? Nè, có đứa con đầu lòng mà ra mà làm có trục trặc cái gì đó nha, là thằng Tuấn nó về nó trách mẹ đó. Nếu nó đẻ con trai thì cỡ nào á mẹ cực cũng được. Còn đằng này á, nếu mà nó đẻ con gái đó nha, là mẹ để cho nó làm luôn. Bực có mình à. Trời đất ơi, mẹ sợ gì thằng Tuấn. Mà con nói mẹ nghe, hồi đó mẹ có bầu Tuấn 5-6 tháng mẹ vẫn làm bình thường có gì đâu. Còn cái này mới cấn bầu sơ sơ, mày đặt ấm ngán đồ này kia, mệt quá nhõng nhẽo quá à. Mà nói mẹ nghe nè, phụ nữ mang bầu mình phải làm việc để sau này dễ đẻ đúng không? Chứ ở nhà ở không vậy nè mới là có chuyện đó. Được rồi, để anh kêu nó ra. Giang ơi, Giang. Dạ mẹ. Dạ chị. Mẹ gọi con có gì không mẹ?
Giang ơi! Giang! Dạ mẹ, dạ chị, mẹ gọi con có gì không mẹ? Bây giờ đi ra nè, cầm cái ủng này nè, đi ra rồi phụ với mẹ một tay cắt ba cái rau đi. Để xíu chiều chiều mát mát á, con tranh thủ chạy ra được không mẹ? Giờ trời nó hơi nắng. Ôi trời đất ơi là trời, hết nắng hả? Bây giờ cô muốn ra cô ngồi cô cấy á, là cô đi ra cô ngắm trăng hay sao? Thấy con của người ta không, ta ra ta làm ta có nói tiếng nào không? Hở chút xíu là cô than nắng than nắng. Bình thường thì cũng không có sao, nhưng mà tại vì con mới có em bé á, sức khỏe con dạo này cũng không tốt nữa, cho nên là con sợ. Vậy là nói tóm lại là cô cũng đi làm đúng không? Thôi được rồi, để mẹ với tôi ra làm cho, chỗ thấy không mẹ? Thôi đời giờ ngộ lắm, mình làm dâu mình không làm, để cho mẹ chồng chị chồng làm không à? Dạ không không chị, em không có ý đó. Tại hồi nãy anh Tuấn anh cũng có dặn em là đợi xíu anh chạy về anh chở đi khám á, nên là em sẵn em đợi anh. Hở một chút xíu là lôi thằng chồng ra. Ôi nhà này tôi vô phúc quá mới có đứa con dâu như vậy đó. Hở chút xíu lôi thằng chồng ra dọa tôi. Trời đất ơi mẹ sợ quá à. Sao bây giờ không làm hả? Có cô không làm tôi để tôi làm. Thôi để mẹ làm đi, mẹ làm. Dạ dạ không không, để con để con đi làm cho mẹ. Phải đi cầm cái ủng rồi ra làm nhanh nhanh đi. Đi thì đi đi, sao không nói ngay từ đầu? Giờ thấy hả, dành giờ dành lại. Đi lẹ đi. Trời ơi nhìn cái mặt ưa không nổi. Nè, đi lẹ lẹ đi về còn cơm nước á nha. Đây, nắng nôi thế này bầu bì xuống đấy làm cái gì? Đi lên. Em làm xíu nữa thôi, em làm được mà. Chừng nào em mệt á, em chạy lên em nghỉ, anh đừng không lo. Không làm nữa, đi lên ngay. Làm cái gì đấy? Anh, sao tự nhiên ra nổi nóng như em vậy? Trời, hàng xóm ta nhìn quá trời kìa. Thôi kệ người ta đi. Anh vừa vào nhà thấy hai bà mẹ với bà Phượng ngồi buôn chuyện với nhau, ngồi lê đôi mắt chẳng làm cái gì cả. Để cho vợ anh phải nắng nổi như thế này ra ngoài đồng. Trời ơi, không phải tại mẹ đâu. Em tự em ra chứ. Em không phải nói đỡ cho mẹ. Tính cách của hai con người đấy thế nào là anh hiểu. Phải ra ở riêng thêm ạ. Anh cũng không muốn để cho vợ anh phải chịu khổ như thế này. Khó chịu lắm nắng nổi như thế. Ra ở riêng nhưng mà mẹ không có đồng ý đâu anh ơi. Đồng ý cái gì? Bây giờ đất không chịu trời để trời chịu đất. Làm cái gì bây giờ? Chứ cứ sống cái cảnh thế này anh không thể chịu được nổi. Khổ lắm em ạ. Thôi, cái việc này cứ để anh lo đi. Bây giờ đi về. Dạ. Đi về nhà. Uống nước đi mẹ. Sao? Bữa giờ bà Tám có qua nói chuyện với mẹ không? Trời ơi, nhắc tới cái bà đó tức. Nó qua đây này là bà nhiều chuyện đó. Mẹ sạc vô mặt bả một cái xong rồi mẹ cạch mặt bả luôn. Trời ơi. Đi vào đây. Em ngồi đi. Cô vô ngồi đi, có gì đâu mà sợ sệt. Em ngồi đi. Ngồi đi. Còn con nữa. Hôm nay con định giáo huấn mẹ với chị hai cái gì á. Sao? Có chuyện gì thì nói đi. Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy? Con muốn thưa chuyện với mẹ. Với cả chị nữa. Là vợ chồng con quyết định ra ở riêng. Cái gì? Con muốn thưa chuyện với mẹ. Với cả chị nữa. Là vợ chồng con quyết định ra ở riêng. Cái gì? Anh chị giỏi quá ha. Tôi nuôi cho đủ lông đủ cánh rồi giờ tự quyết định. Coi cái bà già này không có ra gì hết. Bây giờ quyết định ra ở riêng. Đặt để cái chuyện đó đã rồi, rồi bắt tôi phải chấp nhận. Chính vì như vậy mà tôi không đồng ý đó. Nè Tuấn, mày nghe lời vợ mày vừa vừa phải phải thôi. Nhà có một mình mày là đàn ông mà. Bây giờ mày ra ở riêng, còn mẹ ai chăm sóc hả mày? Còn cái con hồ ly kia nữa. Mày cho nó ăn bùa bối lúc lú gì bây giờ nó nói như vậy hả? Chuyện này không liên quan đến Giang. Đây là ý định của tôi. Còn chuyện chăm sóc mẹ như thế nào chị không phải lo. Cái đấy tôi sắp xếp được. Còn mẹ nhá, con nói với mẹ thế này, đây là cái quyết định của con ấp ủ từ lâu rồi. Hôm nay con mới nói. Trời nắng như thế, vợ con thì đang bầu,
mẹ bắt nó ra làm đồng thì sao nó chịu được. Rồi mẹ còn hùa với chị, bắt làm vợ con nữa, nói xấu vợ con đủ điều. Con không thể chấp nhận được. Ê bà, tôi thấy bà sướng nha, cả làng này ai cũng nói là bà có con dâu hiền tốt bụng ghê á. Sướng cái gì, tốt cái gì, có ai ở chung nhà không mà biết trăng có rằm. Tôi nói cho bà biết nha, tôi không có gì cái thằng con trai tôi á, là tôi tống cổ nó ra khỏi nhà rồi. Ủa sao mà dữ rồi bà? Bà vô nhà tôi bà thấy có một chuyện gì làm không? Nó ăn xong rồi nó chơi, nó sung sướng, nó đi qua chỗ này chỗ kia, chứ nó có làm gì cực đâu. Mà mỗi lần có một cái chuyện nhỏ à, tôi nhờ nó một cái, bà biết gì không? Cái mặt nó sưng xỉa lên giống như tôi ăn hết của nó vậy đó. Bà có nói quá lời không á, chứ tôi thấy con dâu bà cũng hiền, cũng tốt bụng ghê á chứ. Hiền hả? Hiền ăn người luôn đó. Trời đất ơi, nó đi ra ngoài đường đi với bộ, nó thân thiện, nó nói chuyện với người này người kia, nó tỏ vẻ như ta đây hiền lành lắm. Chứ ở trong nhà tôi nè, là nó gom hết bao nhiêu cái tật xấu vô người nó đó. Chưa nói cho bà nghe, còn vụ này nữa nè. Tôi đưa nó 50 ngàn bạc đi chợ, mà bà biết không, cái con này nó ăn uống vô tổ chức lắm, ăn xài phung phí. Đưa 50 xài hết 50. Mà nhà tôi đâu phải là ăn nhiều người đâu, có ba miệng ăn hàng. Mà nó về nó nói, mẹ ơi con xài hết 50 ngàn bạc rồi. Tôi biết nha, nó giữ cái tiền đó ra để mà nó mua sắm, nó diện cái này diện cái kia với người ta đó. Ủa vậy rồi bà có nói với con trai bà không, với con Tấn á, bà nói cho nó nghe. Thôi, đừng nói đến thằng đó, nói ra tôi chán lắm. Tôi nói con vợ nó cái này cái nọ nha, cái bà biết nó nói gì. Trời, mà nó đâu có ngờ là lúc nó đi làm nha, rồi con vợ nó mắt xanh mắt đỏ nha, son rồi bảo chết như vậy nè, rồi ăn mặc rồi diện lên rồi đi ổng a ổng ẹo như vậy nè, đi ra ngoài đường không biết để cho ai ngắm. Tôi không hiểu như thế nào cái thằng Tuấn nhà tôi á, nó giống như nó bị bùa mê thuốc lú hay sao á, cho nên con mắt nó bị mờ. Trời, nó đòi sống chết nó lấy cái con nhỏ này cho bằng được, bây giờ dắt tới nơi tôi còn ối rồi nè. Thôi thôi đi bà ơi, nói chứ trước khi cưới á thì bà mở to hai mắt lên ngó, nhưng mà giờ bà cưới rồi thì nên nhắm mắt mở đi, bớt lại đi để cho con cháu nó cho yên nhà yên cửa bà ơi. Ừ, tôi cũng muốn vậy đó. Thôi bây giờ tôi cũng con mắt nhắm mắt mở nè. À, rồi không biết là lúc tôi rồi tôi có nhắm được con nào không. Thôi bớt giận đi. Thôi cũng trưa rồi, tôi về tôi nấu cơm nha. Rồi có gì hôm khác thì tôi sang bà chơi nữa. Ừ thôi bà về đi, bữa nào bà qua tôi xả stress. Rồi bye bye ha. Ừ vậy ha. Giang là con dâu của mẹ, là vợ của con, mà mẹ nói như thế là sao con chấp nhận được. Trời ơi là trời, trời ơi. Ông ơi ông ngó xuống mặt tôi nè. Tôi mặc nặng đẻ đau, tôi đẻ ra cái thằng này. Bây giờ có một mẹ một con thôi à, mà bây giờ nó nỡ nào nó bênh con vợ nó. Con vợ đó, tôi sai nó đi ra, nó hái rau hái cả cải khó hơn nhiều đâu. Mà bây giờ á, nó bênh con vợ đó, nó chửi vào mặt tôi, nó xối xả vào mặt tôi. Bây giờ nó đòi ra ơi riêng nè, ông có xuống mà coi tôi tức chưa. Con, mày có thấy mày đang hỗn láo với mẹ không? Phận làm con, phận làm chồng, con phải làm cái gì đấy? Con phải ra ở riêng, con không thể chịu được cái cảnh nữa. Con, mày á, nó mang nặng đẻ ra mày. Bây giờ mày ăn nên làm ra mày to lớn như vậy, giờ mày coi mẹ mày không có ra gì hết. Mày không thèm quan tâm tới tao nữa, mày đòi ra ở riêng. Rồi đến lúc tao đau ốm bệnh hoạn rồi mày cũng không thèm có tới tao nữa đúng không? Coi như là tao không có đứa con như mày. Còn con nữa, con xuống cái thằng con tôi, nó đối xử với tôi như vậy hả? Nếu mà tôi có cái chuyện gì thì con đừng có hối hận nghe chưa? Thôi đi anh à, giờ mẹ lớn tuổi rồi, giờ vợ chồng mình đi ra ngoài sao mà được anh? Được hết, không phải lo. Bây giờ sống chung thì mẹ khó chịu vì vợ con đủ điều. Xin ra ngoài thì mẹ không cho. Thế thì bao giờ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu này nó mới kết thúc? Hay là mẹ muốn con phải tan cửa nát nhà mẹ mới vui? Tuấn, mày mắc gì vừa phải đâu nghe chưa? Mày có tin là tao đánh mày không? Đánh đi, đánh đi này. Chị nên nhớ chị cũng là một người phụ nữ. Chị liệu liệu mà sống với em dâu cho đàng hoàng. Nếu không thì chính chị sau này mới là người hối hận. Thôi tao đã quyết định rồi, đi ra ở riêng. Tôi là chồng của Giang, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ vợ và con mình. Tôi không thể để Giang sống trong một cái cảnh như thế này được. Đi đi em. Đi. Con. Con. Má. 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 Anh làm vậy á, không sợ mẹ giận hả? Dù gì mình là con á, thì mình nhịn mẹ một chút xíu đâu có sao đâu.
Sợ giận thì cũng sợ đấy, nhưng mà bây giờ em với con mới là người sống với anh cả đời chứ có phải mẹ đâu. Mình cũng phải sống vì gia đình mình chứ. Mẹ thì mấy hôm nữa đi cho tí quà rồi xin lỗi nịnh nịnh mấy câu là xong, sao đâu. Đi. Sao hôm nay anh mạnh miệng quá vậy? Ý, anh là chồng em mà, anh phải bảo vệ vợ con chứ. Đi đi. Chẳng dám nói xa sớm trưa ơi à lời ru.